Chiều ngày 21 tháng 12, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023 tại tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống tới Đức Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và linh mục tu sĩ đồng bào Công giáo. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã xin hàng loạt cơ chế chính sách để được làm thí điểm, góp phần thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển hơn, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và sứ mệnh của thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ Đức Giuse Nguyễn Năng cùng với linh mục tu sĩ, đồng bào Công giáo tiếp tục đóng góp những sáng kiến sáng tạo để cùng chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Bày tỏ vui mừng khi Giáng sinh và năm mới sắp đến, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Đức Giuse Nguyễn Năng gửi lời cảm ơn, lời chúc đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành quả thắng lợi trong năm mới, đồng thời tin tưởng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đưa thành phố ngày càng phát triển hơn trong tương lai.